Minh ra thì chỉ bị đau lưng, chỉ bị đau lưng cũng mấy năm rồi, thì mình đưa đến chỗ thầy hỏi, thì sau khi mà hỏi han ra vấn đề thì thầy hỏi thế hỏi là thế chị có sửa mũi không, thì chị bảo là có sửa, là tính thì từ cái thời điểm mà chị sửa mũi nó liên quan đến cái việc chị đau lưng, thì đúng vào cái thời điểm mà chị sửa mũi xong thì chị đau lưng rất là nhiều. Và thầy hội bảo là lên là bỏ mũi sửa ra, thì chị về cũng chị cũng bỏ, chị bảo là chị cũng đi lại được, chứ trước đây là chị có một thời gian dài là chị không, chị hầu như là chị không làm cái gì cả, mà chị chỉ ngồi một chỗ thôi.